Chào mừng các bạn trở lại với kênh Cờ Tướng Bà Rịa. Trong video hôm nay mình gửi đến các bạn ba ván đấu của nữ thần cờ tướng Việt Nam Nguyễn Hoàng Yến đại chiến với các cao thủ của các nước Malaysia và Hồng Kông. Đây là ba ván đấu tại giải cờ tướng Dương Quang Lân Bôi lần thứ 5 2012. Mời các bạn thưởng thức ván đấu. Biên bản ván 1 vòng 3. Ngô Tương Vĩ Malaysia. Chỉ. 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 Giang Jun. Chỉ.
将军。再将。将军，再将。将军。吃鸡，吃鸡，吃。Mã 2, thối 3, mời đổi mã. Chơi đến đây, đại sư Malaysia Ngô Tương Vĩ đã buông cờ nhận thua. Mời các bạn xem tiếp gián 2, dòng 1. Âu Chí Cường, Hồng Kông.吃鸡，吃鸡，吃，吃，吃，
吃。吃。将军，吃。吃。吃。吃。吃。吃。吃鸡。吃鸡。吃。马八thôi năm ăn chốt。Cho đến đây, đại sư Âu Chí Cường của Hồng Kông đã buông cờ nhận thua. Mời các bạn xem tiếp gián 3, dòng 8, Lê Kim Phúc, Malaysia. Sure. Sure. Chichi. Chichi.
吃 吃 吃 吃 吃 破相 吃 吃 将军 吃 再将 吃 将军 再将
Tướng quân. Tại chăng. Tướng quân. Tướng quân. Tướng quân. Xe 6 tấn 6. Chơi đến đây với lực lượng lỗ hai quân, cho nên đại sư Lê Kim Phúc đã buông cờ nhận thua. Các bạn vừa xem xong ba ván cờ rất hay của nữ thần cờ tướng Việt Nam Nguyễn Hoàng Yến. Cảm ơn các bạn đã xem video. Nếu thấy hay xin nên like, đăng ký và chia sẻ để nhận video mới nhất. Xin cảm ơn.